Ôi ôi giấc này sáng nè quý vị ơi, độ dưới nè, cháo gần hết mà quý vị nhìn nè, ôi độ còn rất là nhiều luôn á. Ôi ôi quá xá rồi này, hết cháo chứ không hết thịt nổi đâu. Tôi đang làm bao tử nữa con. Hôm nay ẩm thực phố có dịp về lại thị xã Tân Châu quý vị. Ở đây là thuộc tỉnh An Giang, thị xã Tân Châu. Muốn giới thiệu cho quý vị một quán cháo lòng rất là nổi tiếng ở thị xã Tân Châu. Đây, ẩm thực phố sẽ đi lại, lúc này là 6 giờ rưỡi quý vị. Và cô đã nấu gần chín rồi. Ồ đây nè. Ôi ôi cô đang vớt lử ra nè. Có cục ghe trong đó luôn hả cô? Dạ. Cái nồi này là nhà mình thiết kế luôn hay sao cô? Dạ. Cái nồi này mình ở nhà mình đặt mình làm hả cô ha? Dạ. Nồi này được nhiêu lít cô? Không biết nữa. Dạ, đây nè quý vị. Lần đầu tiên mà con gặp cái nồi cháo mà rất là khủng gì nè. Chắc cô bán nguyên ngày không cô? Không, chút xíu hết rồi, bán chừng tới 9 giờ rồi. Dạ, tới 9 giờ hết. Tính ra vậy là cô bán rồi. Cô bán cái số lượng khách ở đây rất là đông rồi đó. Nồi này mấy trăm lít mà cô bán trong vòng chỉ có vỏn vẹn có 3 tiếng đồng hồ à. Tại giờ này cũng đã 6 giờ ngoài à. Tính 9 giờ. 7 giờ, 7 giờ kém 10 9. Dạ. Bán tới 9 giờ chừng 2 tiếng đồng hồ à. 9 giờ nhiều khi 10 giờ có không chừng nhỉ. Dạ. Lâu mau cũng có tin. Dạ. Đây là cũng như là cái số lượng nước và cô đã niêm một có ước lượng hết trơn cô ha. Ở dưới nguyên cái bếp nè quý vị, cô chụm quý vị nhìn, nguyên cái nồi rất là khủng luôn. Theo ẩm thực phố đánh giá là một quán cháo lòng gọi là siêu to khổng lồ ở tại miền Tây, thuộc thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang quý vị. Đây là quán cháo lòng Kim Hoàng nha quý vị. Quý vị có dịp đi du lịch ngang thị xã Tân Châu á, này ghé ủng hộ cô đây. Ôi, ôi. Bắt đầu là cô sẽ cái nồi nước bây giờ nó sôi lắm, ở gọi vô đây là ẩm thực phố gọi vô là quý vị sẽ không có thấy được thịt cô đãi ở dưới rất là nhiều. Cái khâu chuẩn bị nấu cháo này là khoảng mấy giờ là bắt đầu chuẩn bị nấu rồi cô? Cũng trễ rồi ta, mình đi xuống cọt ngủ đó cơ. Dạ. Dạ. Đầu là cô sẽ cho gia vị vào đó quý vị. Ôi ôi nè cô qua lấy cái sạn ra nè quý vị. Ôi ôi. Rồi bự lắm. Ở dưới đây là cô đun lên nước sôi lên đó nên không có thấy được cháo đâu. Lửa ở dưới là rất là to ở dưới á. Cái nồi này là cũng cỡ 500 lít thôi cô. Dạ. Dạ. Có thể trên con ha. Dạ. Dạ. Ớt thì đầy nồi. Dạ. Và ở đây là giá là cô phải chuẩn bị ba cái giá để múc cháo mới kịp đó quý vị. Đầu buổi bán là cô sẽ soạn ra bún rau. Đây là không gian quán. Quý khách là có thể nói lúc này là đã lại đứng chờ rồi nè. Khách mua quý vị. Hôm nay cô sẽ đậy nắp lại. Quý vị nhìn nè, ẩm thực phố quay cho quý vị xem. Lòng là nãy giờ mình xong đó hả cô? Ôi ôi đây nè. Ôi ôi mới phát hiện nè quý vị. Chính là cô vớt ra cô ngâm nước liền á. Đừng cho nó đừng có đen phải không cô?
Dạ. Nếu mình không ngâm là sợ nó đen á. Đây nè, hai thau luôn á. Cho thấy ở đây là chắc phục vụ lượng khách rất là đông luôn rồi. Để nắp quý vị. Dạ, nước nóng. Nó thấy có còn thấy có lử rồi cuốn họng rồi đó hả con? Đầy đủ hết trơn, con tử lử cuốn họng này kia vẫn chừng có đầy đủ. Dạ. Quá hấp dẫn đi bà ơi. Hôm nay ổng từ phố về thị xã Tân Châu á, vô tình phát hiện quán cháo lòng của cô Ba. Rất là nổi tiếng ở thị xã Tân Châu nha quý vị. Dạ, yeah, bắt đầu là giờ này là chị sẽ dớt da sắt. Dớt da sắt đó hả chị? Dạ. Ôi ôi đủ đủ loại trơn ha. Có phổi luôn hả chị? Phổi có, tim thận có hết. Dạ. Phổi, tim thận rồi cuốn họng nè, phèo lử. Có gì lá mía luôn không chị? Đúng. Dạ. Đó, cái phần chỉ đang đợi là cái này là cái gì giòn giòn à? Cuốn họng. Cuốn họng nè. Quý vị nhìn lượng khách là lại là lúc này là đã đợi rồi đó quý vị. Khoảng chừng 6 giờ rưỡi. Bắt đầu là chỉ sẽ cho đồ ra để sắt. Có cháo bán cho khách thôi. Dạ. Đây là tô cháo, bắt đầu là sẽ có cháo rồi đó quý vị. Lần đầu tiên em mới thấy được cái nồi cháo mà bự như vậy đó chị. Ừ, cái sức lửa ở dưới là đun cực kỳ là nóng luôn. Nhìn cái nồi cháo là mình thấy là cực kỳ là hấp dẫn nè. Ở đây là cháo mình cũng rang gạo hết cô ba. Con ở dưới con không thấy cái màu sậm sậm, cô cũng có rang đó quý vị. Miền Tây thường thường nấu cháo mình rang gạo thơm hết cô ba. Dạ, cô ba niêm là quý vị. Cái nồi này là cô ba đẩy thịt rất là nhiều luôn á. Thịt rồi cũng như là lòng. Đây nè, cô đang sắt hả quý vị. Cô đang sắt thịt phèo đồ ra quý vị. Ôi ôi, nhìn cái hấp dẫn ha. Đầy đủ hết trơn luôn. Ăn tô cháo lòng là tập cẩm hết trơn là nhiêu tiền chị? 25 ngàn. Đầy đủ hết quý vị. Cháy một chút chứ. Dạ. Quý vị nhìn nè, đây là chỉ là một cái thau nhỏ thôi nha. Ngày là mình bán khoảng bao nhiêu, tổng cộng khoảng bao nhiêu cái thịt chị? Cũng không biết, cô ba đi căng. Dạ. Đây là cô ba sẽ trang bị những cái đầu hành khách ăn thích rồi cô bỏ vô cho khách luôn, đúng không chị? Đúng. Nhóm khách ta thích ăn đầu hành lắm. Đây là một quán cháo rất là uy tín thị xã Tân Châu quý vị ơi. Có dịp quý vị nên ghé thử nha. Không có bản tên bản hiệu gì hết trơn á. Bữa nay em vô tình em chạy ngang em gặp cái nồi khủng quá, em không biết là em không biết là mình mình bán cái cháo hay là hủ tiếu và thấy nồi bự quá bự. Dạ. Lúc này chưa có cháo mà khách ngồi đợi long đông lắm rồi. Xíu gì cũng hết hả cha. Dạ. Cái gì tâm hết cho gì? Bỏ mua ai để không mấy. Chỗ đó đó. Chỗ đó có hả?
Ở dưới là lửa là cô đun nóng dữ lắm quý vị ơi. Cô để là miễn dùa nè, củi rồi nữa. Trời ơi, miễn dùa là cháy là hết thảy luôn á. Đây, chị đứng múc cái nồi là ngang ngang ngực luôn á. Vậy là khói bay dữ lắm luôn á. Hôm nay thì chắc có lẽ là có không có quay chi tiết cho quý vị gần cái nồi được nha. Tại cái nồi ở đây lửa nóng đun khói dữ lắm. Vô đây thì quý vị cũng không có nhìn thấy được gì hết trơn, khói không nè. Mà ở dưới là đồ dưới nhóc trơn á. Quý vị có cháo, có lòng, phèo. Đây vào trường nè quý vị ơi, quá ngon à. Ôi rồi, cháo lòng ở quê mà giá thành rẻ mà chỉ bán vào trường nữa ha. Vào trường này là nó trong lòng nó mắc nhất không chị? Ừ. Dạ. Nói giờ nó dao động khoảng nhiều ký rồi chị? 400. Dạ. Dữ vậy ha. À, chỉ có bán đầy đủ hết luôn, có vào trường luôn. Chứ nhầm nơi là người ta sẽ hạn chế vào trường á. Ừ, mắc quá người ta mua không nổi không? Dạ. Chỉ đang sắc là phổi đó quý vị. Cuốn hả? Cuốn họng hả chị? Ừ. Em nhìn tưởng nó phổi chứ. Cuốn trùng với cuốn gì đó. Dạ. Rồi thấy ớn. Dạ. Trời ơi. Tại vì mình ăn á, có thịt rồi có dụm rồi đó. Dạ. Nó giòn giòn. Đây. Có đuôi đều, có đủ thấy. Dạ, có đuôi luôn hả chị? Có luôn. Đây. Anh là khách ăn ha. Dạ. Khách ăn mà anh vô anh tự mốt luôn ha, tự lấy đồ luôn, khách mối à. Phèo cuốn họng bao tử đây, tô phèo cuốn họng bao tử quý vị. Để hỏi nha, từ đây này chị cứ mốt liên tục quý vị. Không có nhìn thấy ở dưới cái nồi nổi. Cứ múc lên mới nhìn thấy được. Đây nè quý vị. Cái nồi rất là khủng gì nè quý vị. Ôi ơi cái đuôi ra. Quá xa. Nuôi heo hơi cứng mà con sẽ cho vô. Đây là tới là hai chỉ múc rồi đó quý vị, còn không kịp nữa đó. Ở dưới đồ dưới còn rất là nhiều quý vị, xương thịt ở dưới đây nè. Cô sẽ xe lên quý vị xem. Chị với cô múc luôn, hai người múc luôn mà không kịp á.
bước vào đây cho khỏe. Ở dưới lửa đường nóng ở dưới bắt đầu rồi, chị sẽ giết quyết ra hả chị? Ôi ôi quá xá cái nồi cháo lòng của cô ở đây bây giờ. Khách rất là đông mà cô không có để bản tên bản hiệu gì hết trơn á. Cô nãy hả? Nó để kế thức ăn thái mình. Dạ. Quán cháo kế tiệm thức ăn Thái Bình hả cô ba? Dạ. Cái hiệu của quán mình là gì cô chị? Bên kia nhưng mà cạnh chắc dính đèn đó không? Dạ. Dạ. Mấy vị về thị xã Tân Châu á, mình đi trên con đường Trần Phú á mấy vị. Xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang. Trên đường Trần Phú á có một cái quán cháo của cô bà bán rất là ngon. Cô bà chỉ là cái quán thức ăn Thái Bình á. Ở đây là hình như là gần chợ Mương Lớn ở trên đây phải không cô? Dạ. Dạ cháo khói. Là khách đặt hả anh? Dạ. Anh là người địa phương ở đây ha. Dạ. Anh ăn ở đây được lâu năm chưa? Lâu năm lắm rồi. Dạ. Và anh đặt là cháo khói quý vị. Mà sự thật là anh đặt đúng luôn á. Vô trong chổng cái nồi đun lên nó khói dữ dằn luôn á. Đây nè. Mà tại vì cái nồi quá xá bự anh ơi. Ừ. Bự lắm. Dạ. Dạ. Hôm nay là anh với ngoại là đang đợi mua cháo nè. Đây là không gian trước quán quý vị. Kênh của anh là kênh gì? Dạ, kênh em là kênh ẩm thực phố anh. Dạ. Dạ. Ở đây là khách hàng đặt tên là cháo khói luôn nha cô ba. Nhiều khi mình bán mình không biết tên nhưng mà khách hàng họ cũng như là họ đặt cái tên dễ nhớ quý vị. Dạ. Nóng quá nóng khói gọi là đun cái nồi lên nè. Mà sự thật là đúng là cháo khói luôn đó. Lúc nào cũng đun nóng khói. Đây. Chị sẽ giết quyết rồi. Còn cái phần nào gọi là những cái mùi đuổi dữ dằn ha. Giết thịt lên luôn. Những cái đuôi phải để cho lâu hơn xíu không chị? Dạ, đuôi nó lâu. Dạ. Ôi ôi. Giật liên tục lên quý vị. Này cô đang thử cái đuôi mềm chưa? Ngày nào mình bán được nhiêu cái đuôi nhỉ cô ba? Dạ.
phía dưới qua đỡ nhiều lắm quý vị, nên bây giờ phải vớt ra từ từ. Để sạch không? Quá xác khổng lồ à. Quá khói rồi, quý vị sẽ nhìn thấy được thịt ở trong còn đầy ắp luôn. Ôi ơi. Cái phần gì ở dưới còn những mấy đùm nữa. Cái dạ. Ngày ở đây là mình nấu hơn bao nhiêu ký thịt chứ lòng luôn cô ba? Dạ. Nồi này nấu cậu con heo. Lòng thì nhiều con thấy được. Dạ. Lòng thì nhiều con lắm. Dạ. Cả chục con không đủ mà cho lòng á. Dạ. Lòng chỉ tưởng mười mấy con. Dạ, nội lòng con mười. Thịt đó thì ít. Dạ. Cô ba chia sẻ là lòng là nhiều quý vị, lòng khoảng mười mấy con heo á. Tại vì quý vị nhìn cái nồi rất là khủng luôn. Lượng khách thì lúc nào cũng đông chứ không kìa. Chanh đừng nổi chứ, chỉ đã thương một cái. Khói ngay. Dạ. Ngày qua bệnh đi chích thuốc, chừng nào mới không có ăn. Giờ được ăn rồi nữa đi. Rồi cháu của cô ba là mắt nhìn hoài luôn quý vị. Hiếm gặp lắm. Hấp dẫn quá. Đồ ở dưới kìa, còn nổi lên trên đó. Bao tử. Ôi ôi. Dồi trường, lộn, xin lỗi. Dồi trường. Đây là khách rồi, có ngoại ngồi ngoài chờ nữa nè. Sáng bữa nào cũng mua bọc trơn vậy đó hả ngoại? Dạ. Ngoại nói là bữa nào nếu mà không có giơ tay lên 2-3 ngón là mua một bọc à. Giơ tay ký hiệu lên là 2-3 bọc phải ngoại ha. Dạ. Bời hoành cái nồi này chắc con thấy nó cũng hơn mét đó cô ba. Chắc con đón cũng cỡ 1,5 m á. Bự lắm quý vị. Siêu to khổng lồ luôn á. Ở bếp củi ở dưới là cô phải đun lửa phải là lớn mà. Lúc nào là cũng hết trơn. Yeah.
Trời ơi, đây là đuôi với bao tử vậy. Dạ, cảm ơn chị. Đây là một chị sắp thịt liên tục. Cô với chị bên đây là múc. Qua ổng bấn rừng lá mía của Hậu. Không giá. Bút đặt ổng mà không ớt luôn. Mở dễ bên kia. Ổng thì nhậu hậu bên kia. Đâu nói rồi, một con còn mít cả giờ. Cái này bút của ai hả rồi? Cây đậu. Con đuôi quét cho tôi nhớ. Cái đó là bạch. Cô tư có hàng. Có tôi đuôi lại. Cô quét hàng của Hậu. Đây, đây là một cô chẳng dừng. Chẳng dừng một mít. Đâu đó cô. Ở đây thì khách muốn ăn loại nào thì cứ yêu cầu loại đó thôi. Khoảng chừng hộp mít rồi tới tao dày. À phèo hộp mít cũng ăn gì kêu. Dạ, phèo ăn gì là chọn đó hả cô ba ha. Ăn gì kêu. Dạ. Dạ. Thêm gì đó tự do. Đủ thứ. Tại đây mình bán quá xá nhiều đồ mà. Khách thích ăn cái nào thì kêu thêm cái đó. Phèo cũng được nào. Đây là tô phèo cũng hồng quý vị. Rất là dễ ăn luôn. Gọi là quý khách cứ tự lựa thôi, thích loại nào đó. Cũng dễ rồi. Thôi nãy dậy. Đều một bít cuốn hẩm cuốn nhỏ gái. Đuôi nãy giờ múc chưa? Chặt đuôi ra. Đuôi trên đó nhiều lắm. Giờ múc tô lòng nha hông? Ờ, chưa có đuôi thì múc tô lòng. Cái bún vô đây rồi. Đây, đây là tô lòng đầy đủ hết. Có lá mía rồi đầy đủ quý vị. Phèo. Chén bún ở đây là nhiêu chén chú? Chén 2.000. Dạ. Dạ. Mấy bao chạy? Tiếp tục ra ngoài. Tao đuôi thăm. Có tao đuôi 27 hay qua. Đây là đuôi không quý vị. Ai con lon luôn có cái ghê nhà thuốc. Nhìn nồi cháo là mê luôn á. Nồi cháo mà muốn đứng quay hoài. Tao đuổi thấy anh kèm. Ủa vậy là bà thấy bà chung nhiều. 1.750.000. Bún thì 2.000 đồng một chén, còn quyết như vậy 5.000 một chén quý vị. Dạ. Đây là chén huyết 5.000 nè quý vị. Phía sau lượng khách rất là đông quý vị ha. Hết khối nào quý vị ơi, mới thấy được đó. Ở dưới mà còn chị múc gì chắc sáng đâu có cần đi tập thể dục gì hả chị. Cái vận động hết trơn rồi. Dạ. Cái giá này nè là ba người nè tập. Ở cái giá này cũng nặng dữ ha. Cái giá bằng inox nè quý vị. Chất lượng luôn á. Cho con xê cái nha con. Ở dưới nè nhiều lắm quý vị ơi. Đây nè.
Để ẩm thực phố xoay lên cho quý vị xem nè. Đi tôi quay cho. Đây đây là cái giá của chị. tính dành nhiệm vụ luôn á. Đổi qua ngày. Đổi ngày luôn. Nuôi heo là còn ở dưới nữa. Còn xoay lên thêm hoài vậy đó. Đây nè. Ở đây một cháu 10.000 cô ba vẫn bán bình thường hết cô ba. Dạ. Dạ. Là bắt số luôn hả gì cô? Đứng chờ đông lắm hả cô? Bọc 20 để đầy đủ mà để cho chút phút. Cô chia sẻ đó là thường ngày là đứng cũng như là cái xăng ngoài trước là bít hết trơn luôn con ha. Đứng đông đúc đồ. Hôm nay là con thấy là cũng như vậy là tại nó nói đó, nói 10.000 bán bình thường đó. Dạ. Không phải bình thường. Bình thường. Đúng rồi. Thì mình nói bình thường. Bán 10.000 lên quán ta từ chính hộ. Không có, quán cháo mình là quán cháo Bình Dân mà. Khách mua 10.000 vẫn bán. Cô ba đây là bán. Khách gọi là 10.000 cũng bán bình thường. Không giá, không giá. Hai cặp cháo quậy luôn. Đây là một cháo 10.000 nha quý vị. Ôi trời. Một cháo 10.000 của cô là ăn là no nơi luôn á. Nè, chỉ cho thêm giá nữa. Ôi ôi. Bữa nay tôi được về sớm đó, chứ mà bữa ở đây là tôi mất nợ nữa đó. Dạ. Tại mấy bạc. Ba này cô không có 20 mấy viên á. Ăn xong hả chú? Chú ăn cháo ở đây thì chú cảm nhận thấy thế nào chú? Dạ. Dạ. Bao no luôn hả chú? Dạ. Lúc nào khách cũng đông hết trơn quý vị. À, quán cháo của cô ba là không có tên, không có bảng hiệu gì hết trơn á. Mà khách lúc nào cũng đông hết. Và ông thực phố đã có hỏi khách hàng á, thì khách hàng truyền miệng với nhau á, đây là quán cháo khói, tại vì gọi là cái nồi cháo rất là khói vị nên gọi là cháo khói. Cách đây nè quý vị nhìn nè, đặt cứng luôn á. Rồi có xương ống nữa hả chị? Rồi cháu mà hai người múc mà múc hoài không có lưng quý vị. Cháu quá khủng. Dạ. Bây giờ được nửa nồi quý vị. Chỉ bán trong vòng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ à. Chạy
cái kia 20 ngàn nữa. Tiếp tục hạch lên 172. Ừ. Thêm lỗ 2 ngàn. Nãy tôi đưa bọc giá chanh mà đâu. Rồi hai tô ít cháo, ít cháo. Rồi. Để bún. Rồi, hay là tô cháo thịt và hột mít phải không chị? Đầy đủ luôn. Ôi ôi đầy đủ hết quý vị ha, hấp dẫn quá đây nè. Rồi, một tô lỏng không ớt. Hai chén bún huyết, hai tô đủ thứ. Ẩm thực phố cũng gọi một tô cháo ăn mấy vị ơi. Nhìn cái nồi quá hấp dẫn rồi. Sự thật là những cái nồi cái là đói bụng luôn á. Đầy ấp thịt lòng ở dưới á. Cô niêm nước nữa. Nó rất là cái nước chất đậm đà lắm đây. Cô ba cho con tô cháo nha cô ba. Dạ. Trời ơi. Cháo lòng của cô ba Bình Giang mà cô ba bán những đồ gọi là đồ ngon không á, đồ mắc tiền không. Đây. Ở đây nè quý vị. Tô cháo vào trường cuốn họng gì là giá cũng cái gì? Cho 30 hả chị ha. Tô bình thường 25, tô đó 30. Dạ. Yeah. Mư là vô trường nha quý vị. Có gì nó hơn kìa mư. Trường thì giá cao hơn chút xíu. Vô trường bán chân hả? Để vô trường kêu qua luôn đi. Vô trường giá hơi mắc. Quá ngon mấy người. Cái này vô trường nó bán hết. Ăn 26 rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng luôn đi. Đây. Chị sẽ sắt vô trường ra nè. Quá nóng hổi à. Cái này vô trường bán dần. Đây vô trường cuốn họng và vô trường bản dừng nè quý vị. Hấp dẫn chưa? Nghe à. Nồi cháo mà cô với chị phải múc liên tục hoài vậy đó. Không ngưng tay. Nồi cháo này cao lên chứ cũng khoảng 1 mét mấy nè. Chiều cao lên 1 mét mấy không ít đâu. Mình thấy là đứng ngang đây là cũng cỡ 1m2 à. Quý vị. Quá sát khổng lồ rồi. Hai chén nãy hả? 5 ngàn đi. Một chén quẩy nữa. 10 ngàn. Cô ba hồi đó là sao mà cô chọn cái nồi bự dữ rồi cô ba? Tết rồi bán nồi đầy ngang mặt luôn. Vậy hả con? Ngang giờ thì thường nó hơi lưng.
Dạ. Mới mở ra là cô chọn cái nồi đó luôn hả cô ạ? À? Mở ra cái nồi nhỏ gì từ từ là gì gì. Dạ, từ từ mới nở nở ra cô ha. Trời cô ba bưng cho khách quý vị. Đây thì ẩm thực phố cũng gọi một tô cháo quý vị. Ở đây là cô là thiết kế làm nguyên một chén nước mắm vậy nè, quý khách ăn cái chan vô à. Đây. Đây là chanh. Chén gì thì nó rất là tiện quý vị. Có ớt đây luôn. Ăn ớt nhiều để vào. Đây, đây là tô đầy đủ. Có là chán dừng, bèo, rồi đuôi vậy, đuôi và xương ống nè. Đây là xương cục. Lá mía, nói chung là đầy đủ. Thôi, không được có mọi quý vị nha. Quán bán rất là đông quý vị ạ. Phải nói là tách, tấp nập á. Mời quý vị. Cháo nó ra thịt đó, ra nước thịt ngon quá quý vị. Nè mọi người, ăn thịt phố mới vừa bị sặc ớt. Quá ngon rồi. Bánh sảy. Rồi, ngon quá quý vị. Ngon quá quý vị. Mời quý vị nha. Đây, cho ớt vào quý vị. Quá xa. Mời quý vị. Cháo ở đây thì nếu như mà muốn ăn bún thì mình lấy bún thêm quý vị. Bún thì 2.000 một dĩa. Có bánh mì cháo quẩy, bánh mì cũng 2.000. Đây một tô hộp cẩm là quý vị ăn đầy đủ hết, có đuôi, có bao tử. Đây nè, đuôi nè quý vị. Đây quý vị nha. Cái đuôi nó còn hơi giòn giòn nhẹ quý vị, vô cắn vào đã lắm. Chan miếng nước mắm vào gì nè. Đây mọi người nha. Ngon lắm quý vị ạ. Đây là cục xương nha quý vị. Đây. Xương thịt. Mời quý vị nha. Chan vào miếng nước mắm ớt quý vị. Ở đây là có chén luôn, chan
chàng muốn ghi quý vị, mời quý vị. Quá xa. Đây đậu hành nữa quý vị. Quả xa ngon quý vị ơi. Ăn cháo đây sự thật là ngon thiệt đó. Tại vì xương với thịt đó, dưới lòng đó, cô nấu rất là nhiều. Bởi vì cái nước á, cô niêm nó đậm vị á, cô nấu nhiều đó. Ăn tô cháo mình cảm nhận á, nó hòa quyện á, nó thấm vào dưới thịt, nó ngon lắm. Quý vị về hướng chợ mới về Tân Châu thì hành cũng rất là nhiều, bà con trồng thu hoạch rất là nhiều. Đây nè, cô để là nguyên cọng. Xương thịt nè quý vị. Quá ngon quý vị. Quý vị nhìn này, lúc nào thì lượng khách cũng đông đúc hết trơn quý vị. Đây nè, lúc nào cô chú cũng bán, lúc này là 7:40 rồi, cũng gần hết cháo quý vị. 8 giờ ngoài, 8 giờ, 9 giờ gì đó là cô sẽ hết. Thì thôi, ẩm thực phố cũng chia sẻ cho quý vị một quán cháo ở thị xã Tân Châu đó. Hôm nào có dịp thì mời quý vị cùng về đường Trần Phú quý vị. Đây là quán cháo khói. Hôm nào quý vị về thì mời quý vị cùng trải nghiệm nha. Ẩm thực phố xin được phép dừng lại video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đồng hành của nha.